có hai người bạn tên là Zapino và Caspo. Họ sống ở nơi mà công nghệ rất phát triển. Cuộc sống vô cùng nhộn nhịp và sôi động. Hai người bạn này sẽ đưa chúng ta vào những bữa tiệc vui vẻ. Để quên đi sự mệt mỏi thường ngày. Hãy cùng hòa mình vào những bữa tiệc với hai người bạn của chúng ta qua bộ phim Hai chú chuột tinh nghịch các bạn nhé.